thưa quý vị sáng nay tại Đà Nẵng quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập quỹ năm 2008-2023 đến dự về phía trung ương có nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nguyên thường trực ban bí thư chủ tịch hội đồng quản lý quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai Phan Diễn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng về phía hết thành phố Đà Nẵng, có bí thư thành hủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng. Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tên viết tắt là WPT, là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, nguồn vốn có được từ đóng góp của các ngân sáng lập viên và từ sự tài trợ, đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật trong 15 năm hình thành và phát triển, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai thực hiện phương châm kết nối hết sức mạnh cộng đồng. Phòng tránh thiên tai đã vận động các cá nhân doanh nghiệp đóng góp tài trợ 609 tỷ đồng, qua đó tài trợ xây dựng 122 công trình cộng đồng phòng chống thiên tai, 142 bể bơi học đường, 843 trạm đo mưa tự động, 16 tháp cảnh báo ngập lụt và 25 dự án cấp nước sạch cùng hàng căn công trình dự án phòng tránh thiên tai thiết thực trên cả nước để lại giá trị lao dài với cộng đồng. Với tiêu chí đồng hành sẻ chia cùng chúng ta giúp đỡ người dân hướng đến cuộc sống an toàn tốt đẹp hơn. 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã giúp người dân thay đổi biện pháp ứng phó thiên tai theo hướng thích ứng nhanh chóng và chủ động phòng tránh, xây dựng cuộc sống an toàn với thiên tai.